em cái dòng này đã được thuần hóa. Đó. Đẹp ghê gớm đó, nó vẫn có cái gai này đó, gai lưng đều cực kỳ luôn, đây vẫn có một gai bị lỗi, không một gai lỗi luôn, trong này là còn ngoài là hơi bàn là bó đuôi đuôi này đó. À, cắn nhau này, cắn nhau bị đuôi bị chảy máu này. Mới một ngày mà thuần luôn.